Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm thể hiện tinh thần tri ân, báo ân, trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trang nghiêm tổ chức đại lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đại nghĩa. Trong khuôn khổ đại lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dâng hương tưởng niệm và tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc. Chứng minh lễ cầu siêu có Hòa thượng Thích Trơn Hương, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng trị sự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, chư tôn đức, quý Phật tử nhắc lại quá khứ hào hùng của dân tộc và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Sau các nghi lễ, chư tôn giáo phẩm cùng đại biểu thắp hương tưởng niệm, nhiễu quanh tượng đài để tưởng nhớ công ơn tiền nhân. Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên và tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng 100 học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên.